lời chào cho đến quý vị khán giả và những cái fan hâm mộ của anh đang ngồi ở phía dưới được không ạ? Dạ vâng ạ, lần đầu tiên cho phép mà em xin được lời chào đến các chú, các anh, các chị và các bạn đã có mặt trong buổi trường ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì em mong muốn rằng là mình sẽ có một buổi giao lưu thật là ý nghĩa, thật là tràn đầy năng lượng và có thể lan tỏa được nhiều điều tốt đẹp đến với các bạn trẻ ạ. Và anh biết không, thì bản thân Phương Thảo cũng như là nhiều người hâm mộ vẫn đang thắc mắc là không biết là bạn thì không có ưu thế hình thể nhưng mà lại bộc lộ được một sức mạnh tiềm tàng. Vậy thì nhờ bí quyết gì anh có thể chia sẻ với mọi người bí quyết đó là gì không? Và vì là Phương Thảo thấy là phong trào chạy bộ của Việt Nam hiện nay thì khá là phát triển và nhiều người cũng muốn bí quyết là làm sao để mình chạy bộ tốt hơn, chạy bộ nhanh hơn, thì rất mong là anh sẽ chia sẻ bí quyết đến tất cả mọi người. Dạ vâng, thực sự thì có thể nói là cũng không phải là một bí quyết gì quá là to đâu ạ. Bởi vì em nhận ra rằng là khi mà mình đã quyết định mà theo đuổi bộ môn này và trong quá trình mà mình rèn luyện thì mình sẽ dần dần cố gắng và phát huy những cái điểm mạnh của mình, khắc phục những cái hạn chế. Và thật sự là khi mà mình đã đặt ra một cái mục tiêu nào đó thì mình hãy cố gắng kiên trì và bản lĩnh để mình chinh phục nó. Và đặc biệt là bên cạnh mình thì luôn luôn cần có những người thầy, người cô và những người thân gia đình luôn luôn động viên và ủng hộ mình, và có những người thầy, người cô dẫn dắt định hướng cho mình để mình đi đúng hướng để mình có thể đạt được một kết quả tốt nhất. Vậy thì không biết là kế hoạch trong tương lai của anh sẽ là gì? Ngay sau khi kỳ SEA Games 32 kết thúc thì em mong muốn rằng là mình sẽ nhanh chóng có những cái buổi tập hồi phục và lấy lại thành lực chuyên môn để mình có thể tiếp tục rèn luyện và phấn đấu với những mục tiêu tiếp theo. Được biết thì Oanh hiện còn đang học thạc sĩ nữa đúng không ạ? Và Oanh cũng sắp tốt nghiệp rồi đúng không ạ? Hiện tại thì vừa rồi trước khi mà diễn ra SEA Games thì mình đã hoàn thành xong khóa học thạc sĩ. Dạ, đã hoàn thành xong rồi. Và sau khi học xong thì Oanh có những cái dự định gì trong tương lai trong cái ngành mình học không? Oanh mong muốn rằng là với những điều mà mình làm cho hiện tại thì sẽ góp phần giúp cho mình có một tương lai thật là tuyệt vời hơn và mọi điều trở nên là giúp anh phát triển hơn, hoàn thiện hơn và có thể là làm được những nhiều điều tốt đẹp hơn ạ. Và anh biết không thì trong chương trình giao lưu đặc biệt ngày hôm nay á thì chúng ta cũng có những phần quà vô cùng đặc biệt dành cho fan hâm mộ của anh ở phía dưới cũng như là dành cho trực tiếp khán giả đang có mặt trong khán phòng này. Và Phương Thảo sẽ dành 3 phần quà đặc biệt dành tặng cho 3 vị khán giả có những câu trả lời hay nhất và đúng nhất về cô gái vàng của chúng ta. Huy chương vàng tại SEA Games 32 là cách cự ly nào ạ? 3, 2, 1. Dạ dạ, xin được mời bạn, xin được mời bạn. Dạ xin mời bộ phận hỗ trợ sẽ chuyển memo xuống cho bạn. Chào quý vị đại biểu, quý lãnh đạo cùng tất cả các bạn cũng như là vận động viên Nguyễn Hiệu Anh đang có mặt tại hội trường ngày hôm nay của buổi giao lưu. Để trả lời câu hỏi cho em thì đáp án của em là một huy chương vàng cự ly 5.000m, huy chương vàng cự ly 1.500m, cự ly 3.000m vượt trước ngại vật và cự ly 10.000m ạ. Có đúng không ạ? Dạ vâng ạ, chính xác ạ. Không những chính xác mà bạn ấy còn kể rất là theo thứ tự mà Oanh tham gia thi đấu tại kỳ đại hội vừa qua. Là một người rất là theo dõi anh ngay từ đầu ạ. Xin mời bạn sẽ lên sân khấu ạ. Rồi, bây giờ câu hỏi thứ hai đó là quê hương của vận động viên Nguyễn Thị Oanh là ở đâu và đặc sản nổi tiếng nhất quê hương Oanh là gì? Dạ, xin được mời bạn nữ, bạn nam áo đỏ đúng không ạ? Bạn áo đỏ. Rất là nổi bật và giơ tay rất là nhanh ạ. Dạ đây ạ. Dạ, anh lên sân khấu luôn ạ, một tràng vỗ tay cho anh được không ạ? Dạ. Quê Bạc Giang. Là Vải Thiều. Thực ra thì là Bắc Giang thì có rất là nhiều đặc sản, có thể kể đến như là vải thiều, bánh đa kế và rượu làng Bân, rất là nhiều nhưng vải thiều có lẽ là một đặc sản rất là nổi tiếng đối với mọi người của Bắc Giang mình ạ. Rồi, chúc mừng anh, dạ, anh đang hãy sân khấu. Rồi, câu hỏi cuối cùng ạ. Dạ, trời ơi, chưa đặt câu hỏi mà các bạn khán giả dưới đã giơ tay rồi.
Còi cuối cùng mà khi nào Phương Thảo nói hết thì mình mới được giơ tay nha. Biệt danh của vận động viên Nguyễn Thị Oanh là gì? Dạ ai ạ, quá trời cắm tay luôn mình. Câu hỏi cuối rồi mình không biết là nên. Dạ, dành cho người ở phía xa nhất đi ạ. Dạ, phía cuối khán phòng luôn. Dạ rồi, anh mặc áo xanh phía cuối khán phòng luôn ạ. Dạ, anh hay chị nhìn xa quá chị không thấy. À, cô gái hạt tiêu ạ. Rồi, còn biệt danh gì nữa không ạ? Để cho thuyết phục ạ. Cô gái bàn của đài truyền hình Việt Nam ạ. Dạ con, biệt danh nào nữa không ạ? Siêu nhân ạ. Dạ, gì nữa ạ? Anh biết ạ. Còn một cái biệt danh mà vô cùng gắn bó với anh luôn. Dạ, bây giờ không biết sao nhờ. Mình là có phần thưởng bật mí luôn là mỗi bạn sẽ được một đôi giày BTS. Nhưng bây giờ bạn nói đúng một ý thì chẳng lẽ mình chia một chiếc giày ạ? Rồi không biết là còn biệt danh nào nữa không? Bạn có thể nói thêm một biệt danh nữa không mà để mình nhận một đôi được không ạ? Dạ trời quá trời bạn luôn. Bây giờ ở bên phải rồi đúng không? Bây giờ qua bên trái nha. Rồi bạn cao nhất cuối cùng bên trái được không ạ? Dạ. Dạ dạ em xin mời ạ. Xin mời ạ. Dạ. Rồi xin mời bạn dạ. Nữ ạ. À, theo em nghĩ là Oanh Yến ạ. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Dạ vâng ạ, hiện tại thì cho đến bây giờ thì mọi người đã gọi em rất là nhiều biệt danh. Em nghĩ rằng đó là những tình cảm và sự yêu mến của mọi người dành cho em. Nhưng có lẽ là biệt danh Oanh Yến là biệt danh gắn bó với em từ khi em bắt đầu được theo đuổi và tập luyện thể thao cho đến bây giờ, là một biệt danh gắn bó với em lâu nhất và đồng hành cùng với em trên cả chặng đường chuyên môn của em. Và có lẽ đây là biệt danh mà cô Thảo nghĩ là Oanh thích nhất đúng không ạ? Dạ. Rồi, xin được chúc mừng bạn, xin được mời cô gái của chúng ta lên sân khấu để nhận quà. Đó, mình đang có hai chàng trai và một cô gái. Và theo Phương Thảo được biết về Oanh á là Oanh sinh năm 95, là cũng là năm con heo đúng không ạ? Cho nên là thường là bạn bè hay gọi Oanh là Oanh Yến. Và xin được trân trọng kính mời Oanh của chúng ta, vận động viên của chúng ta sẽ trao tặng quà là những đôi giày BTS đặc biệt có chữ ký của vận động viên của chúng ta. Đó, cái phần có chữ ký là phần bí cuối cùng. Yeah.